Vâng, trận thi đấu tiếp theo ở trong C đấu thứ 3. Tỷ số đang là 2-0 rồi. Vâng, khá ổn ở trong C đấu thứ 3. Các game thủ đã bắt đầu tỉnh táo. Thi đấu bắt đầu vào mạch. Đây là IA của game thủ BB. Đây là No 1 cầm Greg. Sở trường của No 1. Đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh cầm Choi Son. Và đây là màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long cầm AC. Như vậy thì bên kia có 2 AC rồi. Đúng rồi, tôi nhìn thấy trận đấu này ít nhất có 3 AC. Bên kia có 2 AC trong trận thi đấu này. Như vậy có lẽ chúng ta nên đến với màn hình máy của vâng BB xem đi. Mới cầm Mia đầu cánh phía bên này. Có bãi quả phù rồi. Đây là bầy hiêu sát cánh rừng. Sẽ lại nhảy phía kia. Những con hiêu đôi khi nó nhảy rất khó chịu, không theo cái hướng của mình mong muốn. Đây là voi dành cho thủ BB luôn. Đấy, cứ phải như thế nó mới yên. Không kích được vào. Rồi kích, rồi. Khá lành nghề trong phá đá hiêu vừa rồi. Ba voi, quả phụ. Thôi, đá ba con này về. Không đá cái con dắt rừng kia nữa về nữa. Đúng rồi, chỉ ba con này là ổn. Và sau đó thì để tay. Và sau đó thì để tay mà câu. Để tay mà câu những con voi. Có bãi quả phụ trước sau thì cũng ăn thôi. Vâng, bên kia có Seng, AC, Egypt và Roman. Như vậy là không, tôi đã nhìn nhầm. Nhưng quan trọng bên kia có Seng. Seng, AC, Egypt, Roman. Hơi mệt một chút. Như vậy là gánh nặng đặt lên vai của IA trong trận đấu này là tương đối nhiều. Nếu gặp Seng đầu cánh thì BB chơi tốt thì hoàn toàn bài này là bài vâng phía trong cung thì sẽ là thuận lợi. Tiểu Bạch Long ở trận thi đấu này là người cầm AC. Vậy khá phụ thuộc khá nhiều BB đầu cánh. Mười chín trên 20. Tôi đọc cái comment mà tôi không nhịn được cười. Vâng, cần lắm những tấm lòng hảo tâm dành tặng cho người tàn tật khoa môi trường, để người tàn tật khoa môi trường có thể nhìn được video bằng cách tặng 500 em coi địa chỉ 19191. Tôi không thể nhịn được nhìn mà tôi không thể nhịn được nhìn thấy cái comment mà tôi không thể nhịn được. Vâng, khoa môi trường. Ôi trời, không biết là bị tàn tật ở bộ phận nào. Và có lẽ nếu anh nói rõ anh bị tàn tật hoặc là khuyết tật ở cái bộ phận nào thì rất có lẽ có sẽ rất có nhiều người ủng hộ cho anh. Anh hãy dũng cảm lên, anh bị tàn tật ở đâu, khuyết tật ở chỗ nào anh cứ nói rõ, mọi người sẽ vâng ủng hộ anh thôi, yên tâm. Không biết. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Thôi bỏ qua tình huống hài hước giữa trận đấu đi. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại bài vâng BB có lẽ sẽ kích 9 được bài này thôi. Cố gắng lên, bên kia có Seng, có AC. Như vậy vâng, hai nhà bên kia lên rất sớm. Vâng, chứng kiến các đồng bào đang xin ép coi một cách cực kỳ nhiệt tình. Tom Cruise cũng đang hưởng ứng phong trào. Anh đã bắt đầu lốc nick. Vâng, công trước. Và sẽ là giáp sau. Abadakis.
Đây rồi, như vậy là gặp. Ui, cái bóng kia không chọc được, đóng điều kiện đá, đóng điều kiện đá. AC đóng điều kiện sao mà. Chúng ta cùng chờ xem có phải là AC đóng điều kiện hay không. Xem cái nhà đấy nhà gì nữa. Soi mất rồi, vâng, soi xong mất rồi. Rồi, ăn ba nông dân vậy, tạm tạm vậy. Công giáp đầy đủ trong tuần này. Có cung tê luôn. Có cung tê luôn dành cho AC. AC do Meo Meo cầm. Không, không phải ruộng đâu. Mấy nông dân đóng lâu lâu thế kia chắc không phải ruộng đâu. Không phải ruộng đâu. Như vậy là dường như là cái ruộng thật rồi. Tôi thấy nhiều nhiều nông dân gõ nó lâu lâu. Vâng, tơn chém đầu tiên. Lao vào nhà của cái thủ van lớp luôn. Lao vào nhà của thủ van lớp luôn. Không ổn. Đây một tên mà Van Lớp bắt đầu đẩy. Vâng, đẩy cho con chém đầu tiên của mình ra. Cũng căng. Chưa có bánh xe và đã bị phát hiện. Tất nhiên là Van Lớp cũng chưa lên 3. Van Lớp cũng chưa lên 3. Và BB có bánh xe rồi. Như vậy là tạm ổn với mớ nông dân vừa rồi. Tạm ổn, cao chạy và xa bay. Khổ cái gỗ không ken được. Ở trong này có vào rồi không, chúng ta cùng xem. Cũng bo kín rồi. Cũng bo kín rồi nhưng nông dân vẫn đang đi bộ. Vẫn đang lạch bạch lắm. Như vậy tên này cũng được. Như vậy tên này cũng được. Không biết là AC vẽ ruộng ở đâu để sóc quân. Chúng ta cùng chờ xem. Không biết là AC vẽ ruộng ở đâu sóc quân. Nhưng mà BB. Rồi. Vẽ này. Hai cái nữa. Chúng cũng gỗ. Một cái nữa đi. Chạy dân đi. Rồi ơi. Vâng, he có bánh xe rồi. Cũng bánh xe rồi, cũng biết chạy dân rồi. Màn hình máy của em thủ normal xem. 23 thôi. Đang đè đầu bên này. Đang đè đầu bên này. Và nhà em thủ he. Đây màn hình máy của em thủ của anh. Tham lai 21. Và đây là màn hình máy của em thủ Tiểu Bạch Long. Tham lai 34. Như vậy là chỉ còn Tiểu Bạch Long chắc nhà bài này thôi. Tiếp tục đến màn hình máy em thủ BB. Trầu như một con bò. Đánh cứ gục gục. Khỏe thật ý. Nhưng vâng, cứ cẩn thận. Hãy cứ cẩn thận. Lùi về. BB rất nhịp nhàng. Đây một tên mà. Ma. Cẩn thận. Nên cẩn thận tên này. Vâng, 31/44 là tham mài ông này. Lại là he. Và lại là tập 2. He đang biểu diễn bộ phim vâng, kinh dị tập 2. Thực ra thì nó cũng không phải là kinh dị. Vâng, phim này là phim vâng, truyền cảm, một bộ phim tình cảm. Nói về những người nông dân của tuyển thủ He. Vâng, khi cánh chim vâng, khi nông dân trở về trên những cánh đồng. Vâng, ba. Vâng, 29/44 là tham lai này nhưng BB bị lọt mất bãi vàng và bãi gỗ rồi. Rất chiến lược. Ngồi yên cho ta bình luận. Vâng, tham lai 31/44 là tham lai này. Màn hình máy của tuyển thủ nô 1 bây giờ tham lai còn 15 thôi. Hết sức cẩn thận trong tuần này, đừng để mất tham sâu quá, đừng để mất tham sâu quá. Bên kia người ta quân tuyển lắm. Vâng, trông thì tham lai mình đang có vẻ đè. Nhưng bên kia người ta rất chuẩn. Màn hình máy của game thủ Hồng Anh cho Son vẫn tham lai 27. Như vậy là đưa vào một cái thế mà vâng, không, dường như là không ai còn nhà nữa rồi. Không biết là Yugi đã bung hay chưa. Vâng, Yugi chưa rồi. Như vậy là vẫn chưa rồi. Và he vẫn ra được cung giờ. Như vậy vẫn căng. Đây là màn hình máy của cái thủ vâng, Tiểu Bạch Long tham lai 53. Nhưng tôi cũng nghi lắm. Quan trọng là BB bây giờ bao nhiêu nữa nào. 26 thôi. 26 nhưng 26 này không chắc chắn cho lắm. 26 này không chắc chắn cho lắm. BB giờ phải phân bổ ra một cách hợp lý để tài nguyên có thể dồn lên để có thể xong chém được tiếp. Mất quá nhiều quân rồi. Trong khi đấy tiến độ đẩy quân của thủ Tiểu Bạch Long đang là hơi chậm. Tiến độ đẩy quân của Tiểu Bạch Long đang là hơi chậm. Bây giờ thì bắt luôn. Vâng, bắt luôn, mò ra phát bắt luôn. Vâng, một khoanh ruộng. Sao hồn nhiên vẽ là chính cái này.
Rồi bây giờ Bibi đi theo. Vâng, chém Miyamoto đi theo cung R của AC. Chém Mia đi theo cung R của AC. Tương đối phũ. Tương đối phũ đến từ cái thủ Bibi. Vâng, có khá đông những con sóng đơn của cái thủ Van Lớp trong tuần này. Yên đi nè, tao buồn tôm. Tao buồn. Vâng, 66/72. Đây là một tuần Yugi lao lên. Có cung R kẹp phía trong và có cả cung R phía ngoài. Để ý tên này một chút. Tiểu Long đã có BB đóng chặt khít vào giữa hai cánh rừng và có BN ở phía trong. Nhưng mặt phía bên kia là hơi, vâng, mặt phía bên kia là hơi mong manh những chiếc BE. Hơi mong manh. Vâng, 70/92 là tham lai hôm nay. BB vẫn rất còn rất đông những con chém của Yamato. Có lẽ là dãy hàng BE phía dưới này thì game thủ Tiểu Bạch Long nên để ý và bò bế lại một tập nữa và lên cái giáp 4 đi. Ai có vàng? Ai có vàng không? Đúng rồi, 99 vàng vứt luôn cho Tiểu Bạch Long lên giáp 4 đi. Đây màn hình máy của thủ Hồng Anh, còn 43 vàng. Dũng con 7 xịch, BB 22. Như vậy bây giờ thì phụ thuộc rất nhiều, vâng, phụ thuộc rất nhiều vào game thủ Tiểu Bạch Long ở thời điểm này. Nhà cửa chặt là điều đầu tiên, giáp 4 là điều thứ hai và đẩy quân nhịp nhàng đó là điều thứ ba. Đẩy quân nhịp nhàng thì có lẽ là game thủ Tiểu Bạch Long sẽ làm được. Nhưng giáp 4 thì đôi khi anh vẫn quên. Ai đó nhắc nhở game thủ Tiểu Bạch Long lên cái giáp 4 cái. Vâng, sau khi giả vờ tàn tật không thành công trong vâng, trong việc xin nép coin thì bây giờ thì khoa môi trường đã chuyển sang chế độ vâng kêu gọi đồng bào ủng hộ bằng cách vâng tìm những đại gia. Tìm những đại gia. Ô, tham lai bị đè kìa. Tham lai bị đè kìa. Thôi quay trở lại trận thi đấu rồi thôi. Tham lai bị đè. Vẫn khó nói trước trong tuần này. Ui dồi ôi. Căng rồi. Vâng, BB đi xài mất rồi. BB đi xài mất rồi. Xeng to quá. Vâng, xeng to quá. Cũng khó đánh, cũng khó đánh. Vâng, 2-1 trong xe đấu. Vâng, 2-1 trong xe đấu thứ 3. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây thôi.